chú Năm sẽ lựa một mớ cá rô ra. Cá rô này thì mình sẽ rang muối. Món này rang muối đó giờ chú hai có ăn chưa? Rồi chứ. Dạ. Ngon không? Ngon chứ. Dạ. Đó là cái này nó ngậy đó. Dạ, nó quần mấy con cá kia ha. Nếu mà mình bắt cá lên thì mình phải phân loại cá lau kiến riêng chứ đâu gặm chung tụi nó được. Con cá dày mình nướng. Dạ. Với hai cá chay trắng làm món gừng. Dạ. Rồi cá lau kiến này mình lóc rồi mình chiên cái mình nấu mình chua. Dạ. Còn mới mình nướng với luộc xả. Dạ. Rồi với cháu mình nhậu. Vậy là con cá lau kiến mình lóc ra mình chiên rồi mình mới nấu canh chua hả? Đúng rồi, chiên nấu. Ủa sao ngộ ha? Chiên nó nấu canh chua nó mới ngon. Dạ dạ. À bên đây là cá rô, chú đã bỏ muối vô đây rồi ha chú Năm. Dạ. Bỏ muối vô vậy mừng nó sạch hơn ha. Ừ, bỏ muối dạ. Vô cho nó sạch nhất. Sạch nhất hồi mình rửa lại cái mình cho nó khô cái mình mới rang muối nó mới ngon chứ. Chứ mình để vậy nó còn nhớt cái mình rang muối đâu ngon. Dạ. Úc Lưng sẽ nướng cá. Bây giờ mình sẽ nướng là 3 con cá chê, một con cá dày với lại thêm mấy con cá lau kiến nữa ha Út Lưng. Ừ, không có cái dĩ nướng cho nên giờ làm cái cây tre để gấp lại, gấp cá lại nướng. Nướng của em con kiến luộc giùm đây. Mình là luộc xả con cá lau kiến này là mình cho gia vị gì chú hả? Này để chút xíu đường. Dạ. Miếng bột nêm. Dạ. Rồi cái mình để chanh vô, để xả vô. Ủa để chanh vô nữa hả? Ừ. Đây là cái này rau thơm. À. Nhưng mà mình để chanh vô chi ngộ ha. Để chanh vô cho nó có chua. Luộc cho nó có cái hậu nó hơi chua chua nhưng mà nó có chua vậy đó. Dạ. Xả vô cái đầu trộn lên. Dạ. Một nêm vậy. Ôi đây nêm mấy đây. Nêm mẹ đó. Thôi mẹ lấy đi nè. Chắc có thơm luôn cha. Không có thơm chừng nào gần nhắc xuống ha, sắc vô. Để như vậy nó mới thơm ha. Ừ. Ớt. Vậy là chú Hai đảm nhiệm cái món cá lau kiến luộc xả. Ừ. Thím Hai sẽ làm món canh chua. Ừ. Rồi chú Năm bên kia sẽ làm món cá rô rang muối. Ừ. Sắc ớt vô. Dạ. Hồi cho nó cay cay. Nó cay cay, nó chua chua, nó ngọt ngọt ha. Cay cay, chua chua, ngọt ngọt. Có nước dừa mình để vô thì nó ngon, mà giờ mình dưới sông giả mình không có nước dừa thì mình chế nước suối vô. Dạ. Đây Út Lưng thì nướng cá cũng chín 30% rồi. Lần đầu tiên nướng trên ghe. Ghe. Trời ơi nó lắc lắc. Canh chua là sắc như mới đúng bài nè. Ờ chứ mà sắc nhuyễn như sắc gỏi ăn gì. Dạ. Còn phía trong này thì chú Năm đang làm món cá. Cá rô rang muối. Muối. Cá này là mình chỉ chà cho nó sạch nhớt thôi phải không chú Năm? Dạ, sạch sẽ, sạch nhớt thôi chứ đâu màu bụng ha. Dạ. Rồi mình trong đó là mình để muối với gì chú Năm? Muối bột ngọt. Muối bột ngọt. Wow, có cái bếp đặt cái vị trí này cũng ngộ quá ha. Ê, như vậy là mình đun lên bao lâu thì cá nó chín rồi chú Năm? 10 phút. 10 phút. Dạ. Vì mình nấu cái này mình đâu có nhận lửa nhỏ, lửa bự được. Dạ. Lửa nhỏ là nó... À lửa nhỏ chứ không có lửa bự ha. Lửa nhỏ, lửa bự thì áp một cá mẹ chín ra trong sống nhân. Dạ. Trong đây thì Thím Hai đang chuẩn bị nấu canh chua. Cái này là mình cử tỏi cho thơm mà mình chiên con cá cho nó vàng lên ha. Dạ. Wow. Bên đây thì anh Đen đang đâm muối ớt. mình sử dụng cái cán dao thay cái chày đâm tiêu luôn ha. Dạ. Nè đun cho nó sôi lên. Cái mình sôi lên mình tha mới thả đầu vô. Dạ. Vậy là chín rồi đó. Mấy con cá lau kiến thì mình để xuống dưới than luôn. Chút nữa là nó chín là mình lột cái vỏ nó ra được đó nha cả nhà. Không chín nổi hả? Than nóng dữ lắm chú Năm.
À, thịt cái con cá dày á, nó vàng lên ha, ngộ ha. Hôm nay thì mình sẽ ngồi trên xuồng nhậu nha cả nhà. Đây là chiếc ghe chứ, chiếc ghe của gia đình chú Hai. Gia đình chú Hai là có chiếc ghe bên đây là của anh Đen, ghe này là của vợ chồng chú Hai, còn ghe bên kia là của chú Năm. Dạ, thím Hai ơi, ghe ăn cơm luôn chứ? Thôi, ăn đi mà. Mày nhậu đi ơi. Bây giờ hai anh em mình ha, nay xuống ghe là xong nước, ở đây là xuống ghe của chú. Dạ. Bây giờ cái mồi này là mồi của chú đặt hai cái ngục mình kéo lên. Dạ. Thì mấy chú cháu mình nhậu cho ngon bữa ha. Dạ. Rồi, vô. Dạ. Con cũng cảm ơn chú Hai luôn nha. Rồi. Tạo điều kiện cho tụi con đi theo trải nghiệm và được thưởng thức những cái món mà đặc sản của chú tự tay nhà mình làm. Đi hai kìa. Gót thì luôn rồi. À, chú Năm ở đây là xuôi của chú Hai nha cả nhà. Này, xuôi da luôn. Mình ăn phải bóc bằng tay này lên. Trời ơi, con xin. Rồi. Này ngon nhất rồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú Hai. Chú Hai nói cá này ăn là phải bóc bằng tay mới ngon ha. Rồi, chúc đỡ tụi con tự nhiên luôn nha. Bóc bằng tay ăn mới ngon. Dạ. Chấm bằng tay vậy đó. Chấm bằng gừng. Dạ. Đây, có hạnh. Có hạnh làm mẹ đi, mẹ quăng ở quyền. Làm mẹ. Con cá này chú làm sao mà con ăn không tanh luôn á. Chắc có lẽ là cá đồng hay là mình có cách làm sao? Cá đồng mình cái thứ nhất là mình mặn cái cục máu tanh ra. Dạ. Thứ hai mình chế nước sôi. Và rồi bắt đầu mình mới chà phèn. Là mình mới đem lên mà để cho khô mình mới nướng. Dạ. Là nó mới ngon. Chứ còn để tự nhiên vậy mình nướng là không lấy hai cục máu tanh hai bên cái hai cục máu tanh hai bên cái nách nữa nè. Dạ. Là hai bên đây hả? Hai bên đây mình phải lấy hai cục máu tanh ra. Rồi mình mới chế nước sôi vô rồi mình mới chào phèn. Dạ. Là mình làm ăn không tanh. Dạ. Cái đó là kinh nghiệm của chú Hai ha. Rồi. Còn con cá này là con cá dày. Dạ. Chứ không phải con cá lóc. Cá dày cái mỏ nó nhọn mà thịt nó bông nè. Dạ. À, con cá lóc thì thịt nó trắng. Nhưng mà con thấy cái thịt con này nó hơi vàng là đúng rồi, là thịt nó vàng, mình nướng lại nó vàng là nó ăn rất thơm, thịt nó ăn rất thơm mà ngọt. Dạ. Đây là giới thiệu với bà con luôn là cái này chuột đồng nha, chuột này chuột đặc mà hai cửa ngục nó vô đó người ta. Ủa? Mình chuột mà cũng vô 12 cửa ngục hả? Đúng. Nhưng mà chuột nó sống ở trên bờ mà chú Hai. Mình đặt dưới sông cái người ta đi á sôi đồ động nó cái đầu nó nhảy xuống nó lặn. À, nghĩa là chạy ngoài đường cái động cái nó nhảy xuống nó sông nó lặn. Đúng rồi, con chuột nó lặn là nó đi ngầm. Mình hai cái ngục mình đặt ngầm mà đặt con chuột nó đi ngầm. Nó cái đầu nó lặn vô mình hai cái ngục mình bắt. Dính luôn ha. Dính luôn. Những cái chuyện đó con không nghĩ tới mà nó lại vô. Con chó con mèo gì nó dạ nó giật mình cái nó chạy nó lặn xuống sông ha. Rồi con xin phép con mời chú Năm. Hôm nay cũng cảm ơn chú Năm làm một cái món cá rô vàng muối. Thôi quá con cảm ơn chú. Còn cái lục kiến nó khác nghẹt. Đúng rồi, nó giật lại em đó. Vậy là mấy em bên đó là chúng nó ăn cơm sau hả chú Hai? Dạ. Mình làm cái nghề này là được bao lâu rồi chú Hai? Ngày làm trên 20 năm rồi. 20 năm rồi hả? Là mình cũng đi khắp nơi hay là mình chỉ cố định một chỗ này thôi? Đi khắp nơi. Như từ đây rồi đi Bạch Hóa, rồi Tây Ninh, rồi Tân Hưng, Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng là gần tới Campuchia rồi nha. Đúng rồi. Đi tới đó luôn hả? Đi tới Gò Bà Đen là tới Campuchia luôn. Rồi vậy hả? Ở Gò Bà Sáu đồ giáp ranh giới Campuchia luôn. Dạ. Là bên đây mình Kim Yên. Có khi nào bên kia cũng đến Bắc mà mình cũng đến Bắc mà gặp nhau không? Không, bên kia là nó không có đánh bắt cái thứ này của mình mà nó chỉ chích thôi mà. Dạ. Thiệt. Dạ. Còn mình bên đây là mình làm cái này chứ mình lên thì nó bắt. Dạ. Rồi ranh giới của nó biên phòng dữ lắm, nó chạy là một đêm vậy là nó từng khoảng 20 lần. Dạ. Nó gặp rồi, nó đuổi không đuổi. Bên mình làm bên nó làm. Dạ. Không đuổi. Vậy chú Hai là sống trên ghe xuồng như thế này là lâu lâu mình mới về nhà mình một lần ha. Đúng rồi, lâu lâu mới về nhà. Dạ, nhà mình thì ở Thanh Mỹ Đồng Tháp. Ở đó là mình đã xây nhà gì chưa chú Hai? Xây nhà rồi. Dạ. À, xây nhà cũng cố định, nhà tường cũng cố định rồi. Dạ. Thì cũng nhờ làm nghề này không nè, chứ đâu có đất nào đâu. Chứ bây giờ kêu chú nghĩ cái nghề này chú có chấp nhận không? Đâu được, cái nghề này nói gì nữa. Dạ. Nghề này là nghề cơm gạo mà đâu cũng nghĩ được. Dạ, con thấy quá chừng cực. Nhưng mà chắc có lẽ là do chú Hai làm lâu rồi nó quen. Đam mê. Dạ. Để con thử miếng cá này. Đâu, Út Lương thử miếng cá này nè. Cái này công thức bí truyền của chú Hai tự làm nguyên con luôn hả? Ừ. Dạ, ngon, để chén rộng. Nói cái gì á? Thôi được rồi. Thôi gì được rồi. Cái này là chỉ cần lột cái da cứng của nó ra là mình ăn cái thịt phía trong.
còn lại còn chưa ăn được chưa nhé. Sửa cái gậy gậy không? Gậy ra. Lột cái da đó ra ha. Rồi còn thịt không á? Ăn thịt cái đó mình gỏi vỏ. Tại sao chú hai lại thích ăn những con cá lao kiếm mà không chọn những con cá khác ạ? Cá lao kiếm này mình cái dạng như mình ăn một cái thứ nhất là nó bị nó trị bệnh tiểu đường nè, trị bệnh nhức mỏi. Yeah. Nó mà nó sạch sẽ nó mình ăn rất tốt. Nó thịt nó ăn rất thơm. Thịt nó mình dày mình hấp vậy ha. Dạ. Mình, tại nãy mình không có dừa, chứ có dừa mình chế nước dừa cho mình hấp. Dạ. Hai cái nướng luôn đó ha. Dạ. Rất ngọt. Dạ. Nó thịt nó ngọt hơn thịt gà nữa mà. Dạ. Nướng vậy đó rồi mình xé ra ha là mình làm gỏi. Ủa làm gỏi được luôn hả? Được. Làm gỏi ăn rất ngọt. Dạ. Dai như thịt gà chứ. Chấm muối ớt nha. Chỗ này chấm ớt là quất luôn đó. Chấm ớt là quất luôn đó. Phải uống đi rượu như quất được luôn ha. Đúng. Đưa cay cái. Giấy nãy em, giấy cho chùi tay. Rồi. Trời luôn. Hả? Vô cái này đi. Rồi, vô anh em. Rồi. Ở đây nãy giờ nhậu ăn có cái đùi chuột à. Đã không? Làm hết mọi thử cái dày rồi. Dạ. Mình ngồi đây đã ha, cứ bồng bền hoài. Cảm giác rất là bồng bền. Hồi chưa xây rượu nó xây sống rồi lại. Sao cho cảm nhận ơi. Có ngọt như chú hai nói không? Ngon ngon. Chú ăn chung con cá nào mà nó thịt nó dày luôn á. Đúng rồi. Dạ. Nó giống thịt gà không? Người ta nói là dai thịt gà, nó cũng gần gần như vậy luôn. Yeah. Nhưng mà nó gì? Cái có nó vị ngọt không? Nó không có tanh, nó có mùi xả đồ rất là thơm. Ừ. Nói chung là rất là ngon. Hai chúng ta mình. Trời ơi, hai ông xui đồ kết dữ ha. Nó luộc nước dừa nó ngon. Dạ. Vậy thường ngày mình vẫn vẫn xong công việc là chú hai với lại chú năm vẫn ngồi nhậu với nhau vậy hả? Uống nước trà. Dạ. Trà bữa nào cũng làm nít chứ. Xỉn rồi cái ngủ ha. Xỉn rồi cái ngủ. Cái 1 giờ khuya mình sẽ bắt đầu công việc. Mình đi làm công việc. Dạ. Có khi nào xỉn quá cái khuya làm không nổi không? Không, dễ gì. Dạ. Tới giờ là thức đúng không? Tới giờ. Nhậu ngủ gì đâu. Không, cái gô này cái muối ngon thiệt. Dạ. Nếu muối cục là còn ngon hơn nữa ha. Đúng rồi, nãy nãy ăn muối gót chứ phải muối cục là ngon. Dạ. Sao có cần chấm không? Tại vì ăn muối thì cái này ăn muối rồi. Nó bây giờ mới ăn là nó vừa vừa nó mặn. Nếu muốn cay cay chua chua thì chấm thêm ha. Thêm vô. Giờ lấy cái trứng ra nè. Cho luôn. Chấm ha. Béo không? Nó mềm. Mà nó ăn xạo xạo nhìn đã lắm. Trứng nó nhỏ. Nhưng mà chú hai ơi, ví dụ như bây giờ tất cả những con cá đồng á, cái trứng con cá nào là ngon nhất chú hai? Tất cả con cá đồng là chỉ có trứng cá lóc là ăn ngon nhất. Vậy hả? Rồi. Béo hay sao? Trứng cá lóc ngon nhất, trứng cá dày nè cũng ngon nè. Dạ. Nhưng cá dày nè. Là cái trứng nó ăn rất ngon. Wow, có trứng luôn kìa. Nó mềm chứ nó không phải nó cứng như cái trứng mấy con cá kia. Dạ. À, đó ngon đó. Chứng đó. Những cá này nè ăn vô cái là thôi. Dạ. Hồi nãy cô có nghe chú Năm nói con cá dày này là một năm mình đánh bắt nhiều khi gặp nó chỉ có 3-4 lần thôi. Đúng rồi. Nó hiếm đến mức độ đó hả? Nó là cái vùng này là nó hiếm, rất hiếm. Dạ. Cái vùng này là chú đặt như cái vùng này chú đặt giống như tính năm nay ha. Dạ. Là chỉ mới thấy con này thôi. Từ hồi đầu năm tới giờ. À, chị thấy con này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Dạ. Còn nếu mình đi đồng như lên giặt như Tâm Nông đồ Hồng Ngự đồ dài tránh ha thì dạ. Nó mặt nó rất nhiều. Nó như dạ. Cái gù biển. Dạ. Còn ở đây thì chú đặt cũng có cái rùa biển lai gai nhưng mà cá dày này hiếm, yeah. Không gặp. Con cá rùa biển thì con biết ngày xưa có nhiều lắm. Nước à. Ngập á, chỗ nó vô nhiều lắm. À. Dạ. Mà thời nay thì nó hơi ít, hôm dạ. Qua hôm kia chú được 3-4 con kìa. Rồi làm gì ăn chú? Hay bán? Chú đem ngoài cái tính để ăn mà người ta dành quá. Thích quá, để cho người ta luôn. Để cho người ta. Cá đó thịt nó ngọt mà thơm. Mà dạ. Con cá dày nè là mà cháu ăn thử đi, thịt nó ngọt mà rất thơm. Dạ. Ăn thử lên. Dạ, để chút xíu đưa tụi cháu thử. À. À, đây vậy là thế được à? Wow. Ngồi ăn tanh. Ngồi ăn tanh. Ngồi vậy phải ăn nóng à, nướng như này là phải ăn nóng. Nó ngọt dữ dằn lắm, thịt nó ăn nhức nách luôn. Giờ là nó ngọt hơn con cá lâu kiến nấu canh chua không? Ngọt hơn nấu canh chua. Bây giờ như thịt gà đó. Ăn vậy không? Nấu canh chua nhiều. Vậy con thử đi, cho con thử đi. Ờ, chưa để cho làm cho thành phẩm rồi hả? Dạ. Đưa đây cho em miệng con anh. Hai lần ba con lận. Cảm ơn chú hai. Rồi. Wow. Đưa cho em con bự đi. Đưa đại luôn, đưa nguyên cái đầu luôn ta. Làm cho nó. Bây giờ con chấm vô muối ớt ha. Ừ. Nó là chấm ớt. Mặn không? Chắc phải uống liền quá. Cái gì nữa mà. Nhấp ăn đi, chả nhấp. Ngọt ngọt ha, thịt nó ngọt.
Cảm ơn chú. Chú là những cái con phần ngon nhất. Con còn nha, chú Năm thưởng thức đi. Con cá nào, con cá này là hình như chú Năm đánh bắt hay là xui? Dạ, là chú Năm đánh bắt hả? Hèn chi mình giữ lại mình thưởng thức chứ mình đâu có bán hả? Dạ. Dạ, cảm ơn chú Năm. Chú ăn đi. Dạ, chú Năm thưởng thức đi. Nhắm gần hả? Ăn này nè. Cái thời Trung Hiếu cánh đầu giò mà cái thời tiết hạnh thâu câu ra ngoài. Mình đi làm này nè, người ta cá giả người ta uống bia, còn mình đi làm này cái mình uống bơ ngủ đế nữa, chiều mình nhâm nhi gì. Rồi nguyên sĩ cái đầu mình vô mình nằm mình ngủ ha, hoặc ca hát một chút mình nằm mình khỏe, cái tháng mình làm có mồi chiều mình nhậu nữa. Nhưng mà chú Hai ăn toàn là đặc sản không à? Đúng rồi. Nãy giờ con chưa ăn thử miếng chù đồng nha, để con xé miếng chấm muối ớt rồi. Có gì liên hệ cho bà Năm hả? Canh chua là phải sắc chua cây, phải sắc dày nè. Sắc bự ha. Ờ, dày và bự hơn. Nhưng mà mình ở cái lõm non, tại nãy mình lấy cái dao mình sắc chứ đúng rồi, mình bẻ gãy đúng rồi. Mà để vô là thôi. Vậy hả? Tại đây mình không có cơm mẻ mà nấu lỡ vậy chứ. Anh lục kiếm nó canh đi, ăn thử coi. Dạ. Có cái gì cũng ăn á. Từ từ cũng hết à, Thím Hai ơi. Trời ơi, hôm nay vô làm phiền Thím Hai quá chừng luôn. Đây là anh Đen, là con ruột của chú Hai luôn. Làm công ty rồi thấy nó làm không xong, rồi đôi hai chồng nó về nó làm, hai đứa con nó làm rất là độ đồng thôi, nó không có bệnh. Rồi bắt nó xong ăn có bệnh, mình mua chợ cá nó nuôi này nuôi kia ăn nuôi bệnh không. Nhưng mà đi dưới sông như vậy nắng mưa mình có bị ảnh hưởng bệnh hoạn gì không? Không. Quen rồi hả? Quen nắng bể đen mùa lùi nó không bệnh hoạn gì nữa sao? Mang mà rồi. Tới mùa mà chú đi động hay là khoảng 20 ghe đậu từ đây qua tới bên sông á. Trời, tới bên kia luôn hả? Ờ, chiều cái ai có gắn đem gắn, ai có lương đem lương, ai có cái chạch lấu đem chạch lấu, cá heo hay rồi vô. Trời, sao an toàn đặc sản không vậy, không để bán. Cái mồi đó cũng như là mình bán thì nó quá dư rồi. Nó quá nhiều. Dạ. Lên nó bán nó giá cả nó thì cũng không có hung, nhưng mà con cái tại cái số lượng nó nhiều. Nhưng mình để mình ăn, mình lựa cái nào bự mình ăn. Dạ. Cái nào nhỏ nhỏ mình bán người ta còn. Chứ còn mình cực khổ đánh bắt thì mình phải lựa những cái ngon mình thưởng thức chứ. Rồi tôm hùm xanh hay còn lớn lớn. Trời ơi, ghê vậy. Cái đó gọi là tôm hùm sông vậy á. Nên chảnh tài dữ lắm. Ngon lắm. Con cá dày cái mình tắm vô mình cặp miếng gừng nè. Dạ. Ăn nhớ không? Ăn dạ. Ngon sao luôn. Chú Hai là dân Hai lúa thiệt. Đi ra đường á, ta mặc đồ tăng tay ni rồi chú Hai mà có bộ đồ không? Áo thun, không? Cái quần cột lên chú Hai nhậu bình thường. Dạ. Đó. Nhưng mà ăn thua cái cách đối xử của mình là cách nói chuyện. Dạ. Chú Hai tại nào giờ chú Hai Hai lúa rồi, biết chú Hai quen. Dạ. Nhưng mà không phải Hai lúa đâu. Nói vậy chứ mình thiệt tình. Mình cái nào cũng mình thiệt tình. Dạ. Mình nói. Không mà không có cái gì mà qua cái sự thiệt tình hết. Đúng rồi. Lúa đặc sản. Cũng như người ta nói thường thường mình lại mình ăn nhậu nha, quế thơm mà giọng cũng thơm mà đến đây nhậu đã ăn cơm mới về. Không. Cái đó là mình thiệt tình cái dạng là có ý nghĩa như thế nào? Cái đó là dạng Hai lúa. Có nghĩa là cũng như thí dụ con thiệt tình với chú Hai, con lại nhà chú Hai nhậu. Nhậu phải không? Nhậu ăn mồi cái chú Hai đem cơm hay có ăn cơm là cũng như quế thơm ngàn giọng cũng thơm. Dạ. Con cháu lại chú Hai nhậu đã rồi ăn cơm mới về. Chứ không có đuổi khách bất tử. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Trời ơi, mời cứ đem vô ăn luôn. Lớp luôn. Cái này là đây là cũng lớp mồi cho mình luôn. Đây là trái bần từ trên cây rớt xuống nha cả nhà. Bây giờ trái bần này có ăn được không chú ơi? Được chứ. Được luôn hả? Chấm bớt rồi. Được. Bần này mà chấm hộp cục. Chấm bớt rồi. Bần này mà chấm hộp. À, vui cục quá ha. Đúng rồi, cây nhà lá vườn không? Đây là nhãn mình nhậu là cây nhà lá vườn nè. Đây bạn. Wow, bông bên rồi đó. Nghe chạy nghe không? Thường bằng này bằng này nè, ta nói nha, cái bằng này ta nói nè. Bằng đưa khúc bự một mình vô vương giác phải không? Là sao? Cũng như cái bằng này nè là nó chín. Dạ. Mà mình cưa cái thân nó ra, bằng thì cưa thì khúc bự. Dạ đúng rồi. Mà một mình thì vô vương giác. Phải nhiều người giác mới được. Phải nhiều người, năm anh em mình gáp lại mình giác. Nhưng mà cái trái nó ăn rất ngon. Quá ngon. Nở lòng nào mình cưa nó. Cái vịt cò. Dạ. Vịt cò. Nhưng mà thịt nó ngon. Thịt ngon. Dạ. Thịt nó thơm. Ngon. Con vịt ta mình nuôi. Dạ. Vịt này vịt cò. Ồ, nó bơi bơi này nó mới gọi là ngon nè. Nó không có nhiều mỡ. Một cái khung cảnh quá hữu tình. Bây giờ là gió rất là mát. Mà nước bây giờ là nước lớn hay nước dòng ta? Lớn. Nước lớn hả? Dạ. Nước dai rất ngọt. Lục bình trôi ha. Lục bình trôi. Trôi mãi không về. Thì chú Hai tên Phước, vợ chú Hai tên Ly. Dạ. Chú Hai cầm một bản là sao Ly. Sao Ly ơi, nàng hãy quyền của ta nữa đi cho ta vừa lòng thôi. Ta
ta lại chấp nhận rồi. Một con đường duy nhất là một con đường đi tới đỉnh cao sang. Nàng có biết không, hàng dáng người con gái nguyên xinh đẹp đang quỳ dưới chân ta. Ta là một tên ngu si khờ dại, thương lấy em ly đè nặng lòng mình. Trời ơi! Quá hay!